Dũng giả kênh chị Tiên Tiên vừa bà chị Tiên Đen. Hôm nay hãy cùng chị Tiên Đen vào bếp cùng bà nội nấu món cà ghi gà 3 kg, gà tới 3 kg này nha mọi người, hơn 3 kg. Rồi chị Tiên Đen vào bếp. Nguyên liệu gồm có vô nguyên liệu gồm có 3 tép xả và 1 trái ớt. Đây. Đó, băm nhuyễn rồi sau đó bỏ vào nồi cháy cho có mùi thơm. Rồi gồm có 2 kg gà và bao nhiêu bì đây, rồi nửa củ hành tàu cùng có 2 gói ướp. Rồi thịt đó thì đã ướp lúc 4 giờ cho nên bây giờ mình chỉ cháy nè, cháy tỏi, hành, xả, ớt, nó vừa có mùi thơm thì mình sẽ để thịt vào. À, để thịt vào. Sau khi mà ướp 2 cái gói ướp, ướp khoảng 2 tiếng thì mình mới để lên mình xào. Còn mì thì cũng nhổ từ mì vườn. Rồi mình cũng ướp nguyên liệu, một tí xíu bột nghệ, một tí đường và một tí muối. Rồi nước cốt đâu đưa lên. Rồi. Đây nước cốt. Rồi còn có 1 hộp sữa tươi và 1 trái dừa. Trái dừa khô đã được nạo và vắt xong. Rồi cứ theo đó thì mình sẽ nấu chín, rồi xong rồi đó khúc đó. Rồi. Bây giờ bắt đầu công trình nấu. Cái chuyện này học không? Để nhớ không? Okay. Ba nấu. Nấu nha, chị Tiên phụ nấu với ba nha con. Nè, mình xào thịt lên cho chín nha chị Tiên nha. À. Cho thịt chín, cho thịt nó săn rồi bắt đầu mình mới chế nước dừa vô. Rồi, nước dừa lên. Chế nước dừa vô. Rồi sau đó mình mới chế nước cốt. Ủa, nước dảo và nước cốt là chờ nước cuối cùng. Rồi cùng kết hợp với 1 hộp sữa tươi nữa nha. Nha mọi người nha chị Tiên. Hôm nay là cũng gia đình rất là vui vẻ nè, ngày thứ bảy cả nhà được nghỉ nè, cho nên với có cháu nội cưng từ thành phố về nè, nấu món cà ri gà, món ăn vườn để cho chị Tiên của bà nội thưởng thức nha. Dạ đi con. Dạ. Dạ đi. À. Thích ăn không? Thích không con? Thích không? À. Dạ. À. Ê. Dạ đi. Lúc nãy thì tới cái đoạn mà mình xào thịt rồi. Rồi mình nấu cho thịt nó thấm. Thấm rồi sau đó mới chế nước dừa vào. Chế nước dừa vào nấu. Nấu rồi chế nước dảo. Cái nước chừa lại cái nước cốt. Rồi sau đó mình mới mì và để chuối sáp vào. Rồi giờ tiếp tục nấu cho đến khi chuối, thịt, mì mềm thì bắt đầu mình mới để nước cốt vào và cho hộp sữa vào. Đó là công đoạn cuối cùng. Rồi để gia vị như là củ hành tàu, rồi đậu phộng mình sẽ rắc lên trên. Rồi phần nấu curry đến đây đó. Nói đến công đoạn này rồi, một lát nữa thì quý vị sẽ xem tiếp tới cái công đoạn mà thành phẩm. Bây giờ nó chỉ tới cái đoạn đường này thôi. Bây giờ thì thịt cũng đã mềm nè, rồi chuối, mì nó mềm và nó đặc, nó sánh lại rồi nè. Rồi có 1 hộp sữa tươi rồi mình cũng để vô. Như vậy là xong rồi. Bây giờ mình múc ra thôi. Múc ra vài lát mì nè. Rồi chuối nè. Chuối sáp nè. Rồi bắt đầu mình mới sắp thịt lên nè. Coi cái màu nè, coi đẹp không quý vị. Bà con ơi. Cái màu sắc nè. Tươi chưa? Khi mà mình nấu curry mình nhớ chọn cái hai cái quan trọng là 2 cái gói ướp á.
có những cái ướp mà mình ướp miếng thịt nó tươi nó đẹp, còn có cái ướp ướp nó không có đẹp. Dữ, ngon dữ. Cho nên mình hèm rồi đó. Mọi người có thấy hèm không? Mọi người ơi, chúng mình cùng ăn curry nào. Vào. Ngon quá, thích quá. Rồi lên bàn. Hành tàu thì mình cũng đã để rồi. Giờ cua muốn cà tô nữa hả? Rồi còn một món cua luộc nữa nè. Nè tí. Cái tôm mà múc cho tí em. Rồi qua bàn. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức. Đây là chú ba của Xì Tiến Đen. Thế này ăn cách ngon lành, mình thấy mình thèm. Cameraman. Đây là món cua luộc. Cà ri luộc. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc ghế ra, mình thưởng thức, gia đình cùng thưởng thức nha. Rồi mẹ mới nấu xong rồi, bây giờ mẹ lên ăn mẹ ơi. Cha ăn ra vô. Rồi vô ngồi ăn thưởng thức cái thành quả sau khi đã làm được á. Chứ còn nãy vô. Rồi vô. Thì Tin giờ đang ngủ. Rồi vô. Giờ cả nhà mà cả nhà cũng thưởng thức nha. Giờ ăn trước để xong rồi mình quay cho cả nhà, rồi cả nhà ăn xem. Mẹ lại ăn mẹ ơi. Thử thử củ mì, củ mì dường trước nha. Mì ôi mẹ ơi. Mẹ mì này mì còn non phải không, non háng phải không? Sáng này nhổ mì á mọi người, mình sẽ ép cái clip nhổ mì lên cho mọi người coi có thành quả mà khi mà nó mì được củ mì non ăn em ơi. Ngon rồi. Thêm rồi cả nhà. Rồi cái này mình sẽ múc ra ha, mình sẽ cái muỗng nè múc ra có đồ phộng nè, rồi mình thử cục hạch đi rồi đây. Rồi bánh mì thì sắc sẵn nè. Mình sẽ chấm bánh mì. Mình sẽ đựng xương rồi. Mình chấm với bánh mì nha. Bánh mì hòa quyện với lại curry nè. Dừa ngon quá. Ngọt dữ không? Ngọt á, ngọt mà béo luôn. Rồi để mình thử cục thịt cái nha. Cục thịt nè. Cục thịt này phải chấm thêm với muối tiêu. Đây. Muối tiêu có sẵn luôn. Ủa? Chà lại chà nấu chuối nè hả? Có chuối nữa nha mọi người. Chà ăn chuối nè. Sáp nè. Phải không? Chứ sáp á, chứ sáp nè. Ngon lắm á. Nãy có bay lắm. Thầy mày hỏi tới sáp không? Ngon quá. Sao nhỏ vậy? À, nghĩ quá. Cái gì chú sáp mà quà với nước cốt dừa cũng ngon. Ngon quá. Thôi giờ xin nhờ mà cả nhà dùng nha. Giờ để mình tắt, mình chào tạm biệt để cả nhà dùng cơm cho ngon miệng. Rồi xin chào và hẹn lại mọi người ở những video nấu ăn sau nữa. Thì mình sẽ làm thêm nhiều món kha ngon nữa mà mọi người muốn mà mình quay về cái món ăn gì thì mọi người cứ comment ở dưới. Thì mình sẽ cố gắng mình làm những cái món ăn đó để quay lên cho mọi người coi ha. Rồi nhớ đăng ký kênh ủng hộ và like kênh Chí Xì Tiên Đen. Chí Xì Tiên Dữa và Xì Tiên Đen. Xì Tiên Đen ngủ chưa dậy? Xin chào và hẹn lại mọi người.